Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài truyền hình Tuổi trẻ Hải ngoại BNTV 57.3. Thanh Thanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý khán thính giả. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, công an dẹp tan biểu tình chống Trung Quốc lần 4. Chủ nhật ngày 5 tháng 8, 2012, người dân Hà Nội lại xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ tư kể từ đầu tháng 7 đến nay. Nhưng lần này thì công an đã bắt giữ khoảng 30 người đưa về trung tâm lưu trú Lộc Hà, tên gọi cũ là Trại Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, chuyên giam giữ gái mãi dâm và người nghiện ma túy. Trong số những người biểu tình bị bắt giữ có ông Lê Dũng, một trong những gương mặt quen thuộc trong các cuộc xuống đường tại Hà Nội phản đối Trung Quốc. Từ trong trại Lộc Hà, ông Lê Dũng cho biết lực lượng bắt giữ người biểu tình gồm toàn những người mặc thường phục và về vụ bắt giữ này diễn ra hoàn toàn không theo đúng quy định của pháp luật. Theo hãng tin AFP, Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch vừa yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình vừa bị bắt Chủ nhật ngày 5 tháng 8, 2012. Theo lời của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, các vụ bắt giữ này cho thấy Cộng sản Việt Nam chà đạp lên những cam kết tôn trọng các quyền chính trị và dân sự được bảo đảm trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà chính phủ đã phê chuẩn. 42 nhân sĩ Việt Nam thể hiện quyết tâm chống Trung Quốc xâm lược. Vừa qua, 42 công dân đã cùng ký tên trong một bức thư gửi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn đề nghị tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, mưu toan xâm chiếm vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Lá thư đề nghị, trong trường hợp các đoàn thể chính thức không đứng ra tổ chức, thì các công dân của thành phố sẽ thực hiện quyền biểu tình đã có ghi trong hiến pháp. 42 công dân này cho biết sẽ công khai ngày giờ địa điểm biểu tình và đề nghị bố trí lực lượng chức năng giữ trật tự an ninh cho đoàn tuần hành. Những người ký tên trong lá thư là những người trí thức tên tuổi, nhà văn, nhà báo, nhất là những khuôn mặt trong phong trào đấu tranh đô thị trước năm 1975, từng giữ nhiều cương vị trong bộ máy nhà nước. Có thể kể giáo sư tương lai, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, luật sư Lê Hiếu Đặng, bác sĩ Huỳnh Tính Mẫm và nhà thơ Đỗ Trung Quân. Trung Quốc nói, Hoa Kỳ gửi tín hiệu sai. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức lên tiếng bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về việc nâng cấp đơn vị hành chánh ở thành phố Tam Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương bày tỏ sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ theo Tân Hoa Xã. Ông này nói, bình luận của Hoa Kỳ gửi đi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng, không có lợi cho nỗ lực bảo đảm hòa bình và ổn định của Nam Hải và châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói, việc thành lập Tam Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ông cũng cáo buộc Hoa Kỳ mù quáng một cách chọn lọc vì có những nước khác làm gia tăng căng thẳng. Cũng trong ngày 4 tháng 8, một bình luận của Tân Hoa Xã nói, Hoa Kỳ liệu mà cư xử. Hoa Kỳ hôm 3 tháng 8 ra tuyên bố về Biển Đông trong một diễn biến bất thường được trực tiếp bày tỏ bất đồng chính sách với Trung Quốc. Sáng ngày 4 tháng 8, bài bình luận của hãng tin Trung Quốc phản bác rằng cáo buộc của Hoa Kỳ vô căn cứ, vô trách nhiệm. Tân Hoa Xã khẳng định, Trung Quốc luôn duy trì kiềm chế ở mức tối đa. Nói về Hoa Kỳ, bài báo viết, một mặt nước này nhấn mạnh sự trung lập, nói về phần nào trong sự ổn định và tự do đi lại trên biển. Bài bình luận cáo buộc, mặt khác thì họ thúc vài nước có tranh chấp tiến hành các bước khiêu khích để tạo ra thù địch. Tân Hoa Xã nói, Trung Quốc hoan nghênh vai trò xây dựng của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra hôm thứ Sáu 3 tháng 8 nói rằng Hoa Kỳ lo ngại về sự gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông và đang theo dõi sát sao tình hình. Phó phát ngôn viên Patrick Ventrell trực tiếp đề cập việc Trung Quốc nâng cấp đơn vị hành chánh ở thành phố Tam Sa và thiết lập một đơn vị quân sự đồn trú mới ở nơi này, bao trùm các vùng tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa, đi ngược lại các nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm để giải quyết các bất đồng. Và ông nói rằng Hoa Kỳ thúc giục tất cả các bên hãy hành động nhằm để làm dịu căng thẳng. Cuối tháng 6, Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, rồi sau đó lại nâng cấp thành thành phố cấp khu vực. Tuyên bố của Hoa Kỳ có thể được xem là một thắng lợi ngoại giao cho Việt Nam. Nước đã phản đối việc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước đó, hôm 2 tháng 8, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết kêu gọi kiềm chế để không làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Nghị quyết này cũng nói Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ các nước Đông Nam Á được mạnh mẽ và độc lập. Bonnie Glasser, một chuyên gia về Trung Quốc ở Washington, nói rằng Hoa Kỳ muốn củng cố đoàn kết trong ASEAN. Bà ghi nhận tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đề cập thêm hành vi khiêu khích của nước nào khác.
Bà phân tích chi tiết này sẽ làm Trung Quốc khó chịu vì nước này ngày càng xem Hoa Kỳ đã chọn phe và khiến cho Việt Nam và Philippines bạo gan đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn nhắc lại là không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ và không có tham vọng lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa. Tuyên bố nói, tuy nhiên Hoa Kỳ cho rằng các quốc gia trong vùng cần phải phối hợp với nhau, làm việc qua con đường ngoại giao để giải quyết các tranh chấp không ép buộc, không hù dọa, không đe dọa và không sử dụng vũ lực. Hun Sen trả lời về biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ trả lời trước Quốc hội về cáo buộc để mất đức trong đàm phán với Việt Nam. Quốc hội Campuchia cho biết một trong những chủ đề của phiên họp ngày 9 tháng 8 là giải quyết về vấn đề phân định biên giới trên bộ với Việt Nam. Đảng đối lập chính Sam Rainsy đã yêu cầu điều này. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Hun Sen nói ông sẽ cần đến 4 giờ đồng hồ để giải thích trước Quốc hội. Phe đối lập Campuchia vẫn phản đối hiệp định biên giới song phương với Việt Nam vì điều này mà họ cho rằng Việt Nam đã xâm lấn đất của Campuchia. Hôm 24 tháng 6, Thủ tướng hai nước tham gia lễ dựng mốc phân định biên giới trên bộ. Tại buổi lễ với sự tham gia của khoảng 1.000 người, bao gồm quan chức hai nước, hai thủ tướng đã kéo khăn phủ đỏ khai trương cột mốc. Ông Hun Sen nói, tôi khai trương cột mốc 314 và tôi muốn nó trở thành cơ sở cho tình hữu nghị mãi mãi và thúc đẩy sự phát triển của tất cả các cơ sở trên biên giới giữa hai nước. Mốc 314 nằm giữa tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và Campuchia của Campuchia. Nó cũng đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Việt Nam nói, cho tới nay thì hai bên đã cấm được 287 trong tổng số 314 cột mốc. Liên Hiệp Quốc, bên vực điếu cày và các blogger. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 3 tháng 8 bày tỏ lo ngại trước tin tức nói rằng blogger và người dùng Internet bị cấm đoán bày tỏ quan điểm tự do ở Việt Nam. Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn nhân của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền OHCHR, bày tỏ quan điểm với các phóng viên ở Geneva rằng bà lo ngại dường như không gian để tự do bày tỏ ngày càng bị hạn chế ở Việt Nam. Văn phòng cụ thể đề cập việc phiên tòa sắp diễn ra với ba cây bút Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần. Thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền nói, phiên tòa liên quan việc họ thực thi hợp pháp quyền tự do bày tỏ, trong đó có các bài viết trên mạng về vấn đề xã hội và nhân quyền. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền tuyên bố, phiên tòa dự kiến vào ngày 7 tháng 8 và vừa bị đình hoãn vô thời hạn, nghe nói sẽ xử kín và nhân chứng không được triệu tập, gây ra lo ngại về việc tiến trình sẽ không bảo đảm nguyên tắc xử công bằng. Bà Shamdasani nói thêm, một số vụ bắt giữ và kết án nặng nề những năm gần đây cho thấy là xu hướng đáng ngại về việc hạn chế tự do bày tỏ, ý kiến và việc tập hợp của các blogger, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, những người chất vấn chính sách chính phủ theo cách hòa bình. Tòa án ở thành phố Sài Gòn đã tiếp tục hoãn phiên xử ba thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do theo sau vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần. Ông Nguyễn Thanh Lương, người đại diện pháp lý cho bà Tần, nói với BBC ông đã có văn bản đề nghị tòa đổi ngày xét xử sau khi mẹ bà Tần tự thiêu và qua đời. Còn luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, người đại diện cho blogger Anh Ba Sài Gòn, nói ông chỉ đề nghị điều tra bổ sung một số điểm, chứ không đề nghị hoãn tòa. Mặc dù vậy thì văn bản về việc lùi ngày xét xử vẫn nói điều này xảy ra do đề nghị của hai luật sư. Cả ba blogger đều bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa và sẽ bị xét xử dựa vào khoản 2 điều 88 của Bộ luật hình sự. Lần đầu tiên giới đồng tính diễn hành ở Việt Nam, kính thưa quý vị, ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 8, 2012, hàng chục người đã tham gia cuộc tuần hành đầu tiên của giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam. Họ đã diễn hành trên những chiếc xe đạp có gắn bong bóng và cờ cầu vồng qua các đường phố thủ đô Hà Nội, từ sân vận động Mỹ Đình đến công viên Bách Thảo. Mục đích của những người tham gia sự kiện này nhằm thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối với người đồng giới tại Việt Nam. Cuộc diễn hành Việt Pride diễn ra theo mô hình của Gay Pride vẫn được tổ chức hàng năm ở nhiều nước, nhất là ở châu Âu, nhằm để xóa bỏ những kỳ thị, phân biệt đối xử đối với giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam. Thực ra thì ngày hội của giới đồng tính Việt Nam mang tên Việt Pride đã bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 với các chương trình tại Việt Goth ở Hà Nội và cuộc diễn hành ngày hôm nay là tâm điểm của Việt Pride. Công an đã không tìm cách ngăn chặn, mặc dù cuộc diễn hành này không được phép chính thức.
Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động trong giới đồng tính, thì lộ trình của cuộc diễn hành đã phải thay đổi theo yêu cầu của công an để tránh những khu vực nhạy cảm ở Hà Nội, nơi mà công an hôm nay đã bắt giữ hàng chục người biểu tình chống Trung Quốc. Cuộc diễn hành ngày hôm nay diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp Cộng sản Việt Nam Hà Hùng Cường tuyên bố là đã đến lúc bàn đến việc sửa đổi luật để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Việt Nam. Tôi tin rằng là những người tham dự ngày hôm nay, không chỉ tôi mà tất cả các bạn khác thì cũng sẽ cảm thấy được sự tự hào ngay từ chính bản thân mình và sau đó là đến cộng đồng mình và rộng lớn hơn là phạm vi xã hội. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.